Ngày 8 tháng 11, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov khẳng định điều kiện chính để nối lại đàm phán với Nga sẽ là việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng đối thoại với Nga nhưng nêu rõ chỉ có các cuộc đàm phán chân thành giúp khôi phục các đường biên giới của Ukraine, bồi thường cho những hậu quả xung đột mà nước này gánh chịu và những biện pháp trừng phạt liên quan. Trong khi đó, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết nước này chưa bao giờ từ chối đàm phán với Moscow. Những phát biểu trên được đưa ra sau khi báo Washington Post của Mỹ. Mới đây đã đưa tin chính quyền Tổng thống Joe Biden lẽ có các cuộc thảo luận riêng tư để khuyến khích các nhà lãnh đạo Ukraine phát đi tín hiệu về việc Kiev sẵn sàng đàm phán. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow luôn sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine, Ông nêu rõ, Nga sẵn sàng lắng nghe những đối tác phương Tây nếu họ đồng ý tổ chức đối thoại về giảm căng thẳng, xét đến những lợi ích của Moscow. Trong bối cảnh giá năng lượng đang leo thang, thì các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone đã nhóm họp và nhằm thảo luận về cách phối hợp hỗ trợ tốt hơn cho các nền kinh tế nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực tới ngân sách năm 2023, cũng như chuẩn bị tốt hơn cho nguy cơ suy thoái. Một trong những phương án đang được thảo luận là để các chính phủ cung cấp hạn mức năng lượng cố định cho người tiêu dùng với mức giá trợ cấp nếu tiêu thụ vượt qua giới hạn họ sẽ phải thanh toán theo mức giá cao của thị trường giới chức eu thừa nhận đây không phải giải pháp tối ưu nhưng bền vững về mặt chính trị và kinh tế nếu đạt được đồng thuận ủy ban châu âu ec sẽ lên kế hoạch chi tiết và thiết lập các nguyên tắc mà chính phủ eu có thể áp dụng trong chính sách quốc gia những nguyên tắc chung này sẽ cho phép EU duy trì sự cạnh tranh bình đẳng giữa các nền kinh tế và cũng giúp các bộ trưởng lập kế hoạch chi tiêu ngân sách vào năm 2023. Tháng trước, tất cả các nước trong Eurozone đã đệ trình dự thảo ngân sách cho năm tới lên EC để kiểm tra nhằm đảm bảo các nước này tuân thủ các quy định của EU và lập trường chính sách tài khóa chung là chuyển từ hỗ trợ trong năm nay sang trung lập vào năm 2023. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố sẽ đối thoại trực tiếp với người dân để có thể giải đáp các câu hỏi liên quan đến lệnh động viên một phần lực lượng dự bị được ban bố vào tháng 9 vừa qua. Tuyên bố được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc họp với thống đốc của tỉnh Tverskaya, miền trung của nước Nga. Cuộc đối thoại dự kiến sẽ được tổ chức trong chuyến thăm của ông Putin tới tỉnh này vào cuối tuần. Và vào tuần trước, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố kết thúc lệnh động viên một phần cho biết Nga đã động viên đủ 300.000 quân nhân dự bị, đồng thời có thêm 18.000 người tình nguyện tham gia nhập ngũ. Cuộc sống của những người dân Ukraine tại khu vực chiến tuyến đang ngày càng trở nên khó khăn, không chỉ mắc kẹt giữa các cuộc giao tranh hàng ngày mà thời tiết còn trở nên khắc nghiệt hơn khi mùa đông đến. Người dân Ukraine ở vùng chiến sự giờ đây đang phải sinh hoạt trong điều kiện khó khăn khi nhu yếu phẩm dần cạn kiệt và phải dùng tiết kiệm năng lượng. Họ dưới đây phải sinh hoạt trong những tòa nhà đổ nát do pháo kích. Những đứa trẻ, cháu của tôi đã sống ở đây. Trẻ con ngủ dựa vào tường, dù hồi đó không có giường. Chúng tôi mang theo thảm, chăn gối. Chúng tôi đặt trẻ em dựa vào tường khi chúng tôi đang ngồi trên ghế dài. Chúng tôi đã phải hứng chịu những đợt không kích dữ dội. Các tình nguyện viên tại địa phương vẫn đang cố gắng hỗ trợ người dân những đôi giày ấm và thức ăn, nhưng những nỗ lực này là chưa đủ. Biện pháp duy nhất có vẻ khả quan trong tình huống hiện tại có lẽ là di chuyển những người dân Ukraine trong vùng chiến sự đến nơi họ có điện và cuộc sống bình thường hơn. Cuộc sống của những người dân Ukraine tại khu vực chiến tuyến đang ngày càng trở nên khó khăn. Không chỉ mắc kẹt giữa các cuộc giao tranh hàng ngày mà thời tiết còn trở nên khắc nghiệt hơn khi mùa đông đến. Người dân Ukraine ở vùng chiến sự giờ đây đang phải sinh hoạt trong điều kiện khó khăn khi nhu yếu phẩm dần cạn kiệt và phải dùng tiết kiệm năng lượng. Họ dưới đây phải sinh hoạt trong những tòa nhà đổ nát do pháo kích. Những đứa trẻ, cháu của tôi đã sống ở đây. Trẻ con ngủ dựa vào tường, dù hồi đó không có giường. Chúng tôi mang theo thảm, chăn, gối. Chúng tôi đặt trẻ em dựa vào tường khi chúng tôi đang ngồi trên ghế dài. Chúng tôi đã phải hứng chịu những đợt không kích dữ dội. Các tình nguyện viên tại địa phương vẫn đang cố gắng hỗ trợ người dân những đôi giày ấm và thức ăn, nhưng những nỗ lực này là chưa đủ. Biện pháp duy nhất có vẻ khả quan trong tình huống hiện tại có lẽ là di chuyển những người dân Ukraine trong vùng chiến sự đến nơi họ có điện và cuộc sống bình thường hơn. Theo Reuters, trong một bài đăng trên Twitter mới đây, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã kêu gọi những cử tri độc lập đi bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Nhà tỷ phú cho rằng những cử tri truyền thống của hai đảng sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho bên còn lại, nên những cử tri độc lập chính là người quyết định đảng nào sẽ giành quyền kiểm soát. Đây là lần đầu tiên ông Musk bày tỏ quan điểm công khai ủng hộ một bên hoàn toàn. Trong một bài đăng khác trên Twitter hồi tháng 4, ông Elon Musk đã cho rằng nền tảng xã hội này phải trung lập về mặt chính trị để duy trì sự tin tưởng của công chúng. Giới quan sát cho rằng, một quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát, mặc dù có tổng thống là người của đảng dân chủ, sẽ ít có khả năng đưa những thay đổi lớn ảnh hưởng đến các nền tảng công nghệ trở thành luật trước đó một nhóm các thành viên đảng cộng hòa đã làm việc với đảng dân chủ để kiềm chế quyền lực của các công ty công nghệ thông qua luật cạnh tranh mới tuy nhiên cách tiếp cận của đảng dân chủ đối với các vấn đề kiểm duyệt nội dung phần lớn trái ngược với cách tiếp cận của đảng cộng hòa điều này sẽ gây khó khăn cho việc ban hành luật chính thức trong trường hợp một quốc hội bị chia rẽ sâu sắc Hồi tháng 8, nhà tỷ phú Musk đã tham dự chương trình gây quỹ của lãnh đạo phe thiểu số tại hạ viện Kevin McCarthy. Trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018, ông chủ Tesla cũng đã quyên góp hơn 100.000 đô la Mỹ cho các nhóm vận động do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. Lời kêu gọi của tỷ phú Elon Musk diễn ra ngay trước ngày hàng chục triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu để bầu ra các thành viên mới trong quốc hội, chính quyền cấp bang và các cấp thấp hơn, tức ngày 8 tháng 11. Cuộc bầu cử diễn ra khi phe Dân Chủ đang chiếm đa số rất mong manh tại Thượng viện. Và nhiều cuộc thăm dò trước bầu cử đều cho thấy Đảng Cộng Hòa có thể sẽ giành ưu thế và chiếm lại quyền kiểm soát Hạ viện từ phe Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden. Quý vị và các bạn thân mến, đã có hơn 42 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và cao hơn số lượng cử tri bầu cử sớm trong năm 2018. Vấn đề về kinh tế đang đẩy nặng lên suy nghĩ của không ít cử tri mẫu cử, cử tri Mỹ khi đi bầu. Hàng loạt điểm bỏ phiếu tại 50 bang ở Mỹ mở cửa từ 6 giờ sáng theo giờ địa phương, tức 18 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam để đón cử tri đến bỏ phiếu. Trong số hơn 42 triệu lá phiếu được bỏ sớm, có hơn 19,3 triệu phiếu được bỏ trực tiếp và 22,7 triệu phiếu được gửi qua đường bưu điện. Vấn đề kinh tế đang được nhiều cử tri Mỹ quan tâm khi đi bầu cử. Tôi sẽ bầu cho người cố gắng kiềm chế lạm phát và tạo ra sự khác biệt khiến nước Mỹ có thể lật ngược tình thế. Tôi nghĩ mọi người sẽ đồng tình với tôi. Tại kỳ bầu cử lần này, cử tri Mỹ sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện và 36 thống đốc bang. Đảng Cộng Hòa cần thêm ít nhất 6 ghế để chiếm thế đa số tại Hạ viện và thêm 1 ghế để kiểm soát Thượng viện. Các dự báo và kết quả thăm dò cho thấy Đảng Cộng Hòa có cơ hội chiến thắng cao ở Hạ viện, còn cuộc đua ở Thượng viện rất khó lường. Tại hội nghị COP27, các nhà lãnh đạo từ gần 50 quốc gia và tổ chức quốc tế đã ra mắt liên minh quốc tế ứng phó với hạn hán, đây được xem là một trong những giải pháp cụ thể của liên hợp quốc nhằm giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. Liên minh quốc tế ứng phó với hạn hán sẽ được củng cố với các cam kết chính trị mới, trong đó bao gồm quỹ khởi đầu trị giá 5 triệu euro, tương đương với 5,01 triệu đô la Mỹ do Tây Ban Nha công bố nhằm hỗ trợ các hoạt động và thúc đẩy quá trình huy động thêm nguồn lực cho chương trình nghị sự này. Chúng ta biết rằng chúng ta phải thay đổi cách thế giới tiếp cận với hạn hán. Chỉ trong vài tháng qua, chúng ta đã chứng kiến những đợt hạn hán kỷ lục đe dọa tính mạng người dân. Hạn hán đang xảy ra ở khắp mọi nơi, Chúng ta đang mất đất màu mỡ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hiện tượng sa mạc hóa đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Do vậy, liên minh này được thành lập để giải quyết vấn đề này. Theo tuyên bố, một trong số những mục tiêu chính của liên minh là thúc đẩy hợp nhất các sáng kiến khu vực nhằm chia sẻ nhanh chóng việc đổi mới, chuyển giao công nghệ và huy